Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Guru. Mong rằng luôn nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn bằng việc cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị và các bạn xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn trở lại với dự án mở rộng đường Âu Cơ, cụ thể tình thi công tường bao hạ cốt đường phía đê bên trong trên toàn tuyến từ đoạn 1 đến đoạn 3 để xem đến hôm nay thì tình hình thi công trên đoạn này như thế nào. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Thời điểm ghi hình hiện nay vào tầm khoảng 10 giờ sáng. Đây là đầu đoạn 3 tiếp giáp với lối rẽ vào đường Lạc Long Quân. Hiện nay, như quý vị và các bạn đang nhìn thấy, toàn bộ tường bao tại đoạn này đã được thi công xong. Hệ thống thoát nước cũng đã được thi công xong. Bên điện lực đang tiến hành di rời tủ điện vào sát với tường bao. Đoạn đã hoàn thành này thì chạy dài đến giáp với đình Nhật Tân. Đoạn giáp với đình Nhật Tân, nhà thầu vẫn đang rào tôn lại để thi công như quý vị và các bạn cũng có thể nhìn thấy trên video. Đoạn từ phía ngoài của đình Nhật Tân đến trước số nhà 337 Âu Cơ đến hiện nay cũng vẫn chưa thấy thi công, ngoại trừ phần tiếp giáp với số nhà 337, nhà thầu cũng đang bắt đầu phá rỡ đê đất. Đoạn từ trước số nhà 319 Âu Cơ đến trước cửa số nhà 277 Âu Cơ, nhà thầu đã thi công xong tường bao, hiện đang làm thép để thi công hệ thống thoát nước tiếp giáp với tường bao, như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Đoạn lối mở từ số nhà 277 đến số nhà 273 hiện thì chưa được thi công. Đoạn từ trước cửa nhà số 273 đến ngõ 111 Âu Cơ, nhà thầu đã thi công xong tường bao cũng như hệ thống thoát nước tiếp giáp với tường bao. Thank you.
Đoạn từ ngõ 111 đến ngõ 109 đang làm thép thi công thân tường bao. Đoạn từ ngõ 109 đến lối rẽ vào cuối đường Xuân Diệu, hiện nhà thầu vẫn đang tiến hành thi công dỡ bỏ đi đất. Đoạn từ ngã rẽ vào cuối đường Xuân Diệu, cụ thể bắt đầu từ trước cửa nhà số 235 Âu Cơ đến trước cửa nhà số 203 Âu Cơ, nhà thầu đã thi công đổ bê tông thân tường được 90%, chỉ còn một phần trên cùng của thân tường. Tại đoạn này, nhà thầu cũng đang thi công hệ thống thoát nước tiếp giáp với tường bao. Đoạn từ số nhà 203 đến trước cửa số nhà 185 thì hiện nhà thầu đã thi công xong móng, đang làm thép thân tường bao. Đoạn từ trước cửa nhà số 185 chạy dài đến trước cửa nhà số 161 hiện vẫn chưa thấy thi công phá dỡ đê đất. Đoạn từ trước cửa nhà số 161 đến trước cửa nhà số 149 Âu Cơ, hiện nhà thầu đã phá dỡ xong đê đất, chờ múc móng. Đoạn từ trước cửa nhà số 149 Âu Cơ đến trước ngõ 139 Âu Cơ, nhà thầu đang múc móng để thi công móng. Một đoạn tiếp giáp với ngõ 139 đang thi công đổ bê tông thân tường. Đoạn từ ngõ 139 Âu Cơ đến ngõ 123, nhà thầu đã thi công xong tường bao cũng như hệ thống thoát nước. Đoạn từ ngõ 123 đến trước cửa nhà số 79 Âu Cơ, nhà thầu đã thi công xong tường bao, hệ thống thoát nước, hiện bên điện lực đang di rời tủ điện vào vị trí sát tường bao. Đoạn tiếp theo đến ngã rẽ và điểm đầu đường Xuân Diệu, hiện chưa thấy thi công phá dỡ đê đất. Đây là vị trí phía đê trong tại đoạn 1, đoạn 2. Tình hình thi công hiện nay như quý bạn đang nhìn thấy trên video. Như vậy,
Đến hiện nay, việc thi công phía bên đê trong đã được nhà thầu triển khai trên toàn tuyến, cũng chia nhỏ ra từng đoạn, phân chia cho từng tổ đội thi công. Khối lượng đạt được hiện nay trên toàn tuyến đạt tầm trên 60%. Tại thời điểm ghi hình, số lượng công nhân trên công trường không thấy nhiều. Do vậy thì thời gian hoàn thành cũng vẫn còn bỏ ngỏ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, share để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị và các bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị và các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.